Bản đồ ẩm thực của chúng tôi khoanh một nơi mới, đó là U Minh, một vùng đất rừng uốn phèn tròn qua hai tỉnh. Phần trên đất Cà Mau gọi là U Minh Hạ và phần trên đất Kiên Giang gọi là U Minh Thượng. Nếu đặc điểm của Nam Bộ là những con kênh đào, thì đặc điểm của U Minh là những con kênh xuyên rừng. Nếu nông thôn miền Nam đã ít nhiều đô thị quá, thì ở U Minh vẫn còn nếp sống của thuở đi khai quang. Đó là phương cách sống gắn liền với tự nhiên, với rừng. Bây giờ là giữa mùa mưa, cả cánh rừng tràm ngập nước nên người ta có thể xẻ đường xuồng đi mọi hướng. Không cần một cuộc điện thoại di động, chỉ cần một tiếng hú kêu nhau vang đi trong cây, âm âm trong nước, người đi rừng có thể nghe thấy nhau, tụ nhau lại làm một bữa cơm. Vài trăm năm trước, khi mà mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh, thì có lẽ người ta vẫn sống như vậy trên những chiếc xuồng ba lá nhỏ nhắn. Chiếc xuồng vừa là phương tiện di chuyển hữu hiệu trong rừng, vừa như là ngôi nhà nổi và bây giờ là nhà ăn nổi. Xuồng ba lá gồm ba tấm ván mỏng ghép lại, cỡ nhỏ nhất gọi là xuồng be bảy, tức là có bảy cái cong xuồng gắn ba tấm ván. Trên chiếc xuồng be bảy nhẹ tên, người đi rừng thoăn thoắt như con thoi. Chỗ kia có cá ăn móng là họ rẹt đến ngay, hoặc hôm nay trời nắng là phóng xuồng mau mau giăng lưới. Những giường lưới nếu không giăng ngoài trảng trống thì cũng bủa dưới kinh. Xưa kia cũng như bây giờ, người dân U Minh luôn nghèo, nhưng đồ ăn thức uống thì dư dả. Ở thành thị, những người sành ăn cá đồng đều ao ước, phải chi tìm mua được cá rô, cá lóc bắt từ rừng U Minh. Cá sống ở đây có màu sậm như nước đỏ U Minh, nhưng cốt yếu là thịt nó ngọt và thơm. Vị ngọt và thơm hảo hạn ấy ướp từ đất rừng, nước rừng nguyên chất. Đất U Minh sản sinh ra cố cụ nghệ nhân Ba Phi, thành danh giới tài nổ chuyện, khoe sự giàu có của thiên nhiên. Đa phần những gì ông kể đều liên quan đến con người và sản vật rừng ông yêu quý. Ông nói rẻ cá mới thấy nước, hay cá nhiều vô số kể đến nỗi lờ lợp buông ngang buông dành, hư cấu chuyện cho vui. Nhưng cái phần chân thật trong những câu chuyện ấy là những bằng chứng hiển nhiên. U Minh là mỏ cá đồng lớn nhất Việt Nam. U Minh là một vùng đất khai mở muộn màng, nên điều kiện tự nhiên còn nhiều thích nghi với động vật hoang dã, mà con lươn là một đặc sản. Nếu bắt lươn là sự khôn ngoan của con người, thì bắt rắn, bắt trăn rừng đã đem về những huyền thoại còn lưu truyền đến ngày nay. Mũi Cà Mau mang rừng về với biển. Rừng ngập mặn tràn ra bãi bồi, đòi sóng biển ngày đêm phải vỗ về chân rừng của mình. Rồi những dòng sông cũng theo rừng ra biển, nơi mà sông và biển gặp nhau ấy, phù sa lắng lại bồi thêm bãi đất, nên người ta mới gọi là bãi bồi. Chuyện diễn thế hết sức tự nhiên ấy tạo một sinh cảnh hoang sơ, gợi chuyện mở đất của cha ông vài trăm năm trước. Suốt tiến trình hành phương Nam, chỉ khi đến đây, bước chân người mở cõi mới thật sự lấm bùn. Một thứ bùn giàu có, một thứ bùn như khoáng sản lộ thiên, dung dưỡng nhiều sinh vật. Người đi khai quang hồ hởi dạo chơi trong bùn mà chạm phải của ngon vật lạ, rồi cứ thế bỏ vô túi vô bị, mang về ăn như một lẽ thường tình. Ốc len là loài sinh vật biển, sống tự nhiên ở những khu rừng ngập mặn, là món ăn hấp dẫn mọi lứa tuổi. Ốc ăn đất và các loài tảo đái hoặc mùng bã hữu cơ, nên ta phải ngâm với nước cơm do gạo trước đó một đêm cho ốc sạch. Nếu cần ăn giải chiến ngay, thì ta đâm vài trái ớt sừng trâu, lựa loại thật cay, cho vào nước, rồi thả ốc vào trong vài giờ. Ốc bị cay thải thức ăn trong ruột ra nhanh, ta chỉ vớt ốc ra rửa sạch là được. Ốc len là loài nhuyễn thể ăn ngon, đặc trưng ở mũi Cà Mau. Ốc len có thể chế biến thành hai món ngon là ốc len xào dừa hoặc nấu sả. Sau khi ốc vào miệng rồi, thì thịt ngon mềm lẫn mùi vị nước cốt dừa béo béo,
và nước xả thơm nồng cứ thấm dần vào đầu lưỡi bạn. Dưới những tán rừng xanh, con người và sinh vật nương nhau mà sống. Vài chục năm trước, người ta không cần phải nuôi gì hết cũng có cái để ăn. Rừng thay họ nuôi con này vật kia. Nhưng rồi rừng ít dần, đồng nghĩa với món ngon mất dần. Một trong những cách chế biến món ngon của người đi khẩn quan là nướng. Cũng có thể do ngày xưa thiếu gia vị, cũng có thể do các bài nấu ăn bị tam sao thất bổn, cũng có thể do người ta đơn giản quá. Làm chính thức ăn bằng cách nướng là hợp thời thế của người đi khai quan, vì không cần nồi niêu son chảo hay dụng cụ bếp núc khác. Một cành cây cũng làm được giá đỡ cho con cá, con cua. Người ta khoái nướng vì gần như con vật nào khi trực tiếp qua lửa cũng trở thành món ngon. Có lẽ Cà Mau là nơi duy nhất trong các vùng rừng ngập mặn có con cua gạch son sinh sống. Gạch là trứng của con cua. Lúc phát triển nhất, trứng cua màu đỏ như màu gạch ngói. Ngoài ám chỉ trứng cua có màu gạch, ông bà mình còn nói thêm là màu son, màu quý phái, sang trọng, nhằm tôn vinh một món ăn ngon. Nhiều thập kỷ nữa sẽ trôi qua, nhưng khi ấy nhắc đến Cà Mau, chắc chắn người ta sẽ phải đem ký ức rừng ra mà bàn tán. Bởi vì rừng như một định mệnh cho vùng đất này. Về đất mũi, đến đâu cũng gặp món nướng. Chuyện nướng đã thành thời thượng khi ngày càng mọc thêm nhiều làng nướng ở chốn thị thành. Vì không có những dòng kinh nên người ta mới rộng cá trong chậu kính, thổi oxy với những lời quảng cáo câu khách như tươi sống hay miệt vườn. Người thành thị thèm được ăn như thuở khẩn quan, cũng vì người ta sợ hóa chất trong gia vị, sợ thuốc trừ sâu ngấm bám trong thực phẩm. Người chịu khó suy nghĩ hơn thì nhận ra ý nghĩa sinh thái trong cách ăn ngoài bờ, ngoài bụi ấy. Vừa ăn uống, vừa giao hòa với thiên nhiên một cách tự nhiên là cách sống có từ ngày xưa, khi con người chỉ sử dụng những nguyên liệu có thể tái tạo. Một lần cũng có thể gọi là xưa. Về Cà Mau thế nào cũng sai xỉn. Cái cách nói hiếu khách rộng lòng ấy đi ngược từ mũi đất cực Nam lan khắp đất nước. Chuyện đàn bà sống trong rừng nước uống rượu mời khách cũng có thể tin được. Họ cũng ngà ngà say, cũng vui, cũng hồ hởi như mấy ông già. Cũng như ta tin là đến Cà Mau, những người phụ nữ sẽ cho ta những bữa ăn ngon. Nếu nhìn thức ăn như một thứ mồi nhậu thì Cà Mau chắc chắn đạt kỷ lục, vừa nhiều, vừa đa dạng và vừa dễ tìm. Hào, loài nhuyễn thể đắt tiền ở thành thị, nhưng ở đây người ta đãi khách một cách tự nhiên vì chúng đeo sống khắp nơi, không cần nuôi như những nơi khác. Ở miệt đất mũi này, khách đến nhà chưa hết câu chào hỏi xã giao là đã thấy lửa reo sau nhà bếp. Vừa khoanh đôi bàn chân ngồi trên đệm bàn, trên bộ ván nước là con cháu đã tươm tất dĩa cá khô.
ngó trước ngó sau quanh nhà là có thể quơ vài cọng rau trái ớt. Tùy theo thời tiết, con nước mà người ta có cách tồn trữ thức ăn để khi cần là có ngay. Nước kém ít cá tôm thì vô con nước rong phơi khô vài con tôm con cá để ăn qua con nước. Sống nương theo tự nhiên, để ý thiên nhiên, người ta nghĩ ra nhiều cách kiếm thức ăn cũng rất tự nhiên. Con cua thích con cá thì người ta dùng con cá làm mồi để bắt con cua. Miếng mồi sinh thái ấy không hề qua hóa chất tẩm ướp hay tinh chế hương liệu từ nguyên liệu vô cơ. Bắt cua là một việc thú vị. Nếu như xúc con cua nhỏ trên đồng là việc nhẹ nhàng của con gái, thì bắt con cua kình to khỏe trong bùn trên sông là tài nghệ của con trai. Khi nước rong, tức là lúc trăng tròn hay tối trời, thì bắt cua bằng bẫy rập trong nước. Khi nước kém, cua ít di chuyển, thì người ta bắt chúng trốn trong hang. Nếu theo hết các cách bắt cua và thời điểm bắt chúng, ta sẽ hiểu được khá đầy đủ cảnh vật ngập mặn, vì cua sống ở khắp nơi, từ rừng sâu đến bãi bồi, từ ngoài trảng trống, trong mương vườn nhà, đến trong hốc cây to. Người Cà Mau luôn hãnh diện với sản vật quê mình. Nếu muốn có cua ăn, dễ thôi, ngồi chơi hút thuốc chưa tàn điếu thuốc là cua đã vô bẫy rập ăn mồi. Cua là một món ăn ngon. Chúng xuất hiện trên mâm cơm, trên bàn ăn của người giàu có hay còn khốn khó. Có con cua là có nồi canh, có món mặn, có thức ăn để đàn ông lai rai ba xì đế. Đất mũi Cà Mau là nơi sinh ra nghề nuôi giữ tôm biển hồi những năm 80 của thế kỷ trước. Mỗi nửa tháng, đến kỳ con nước rong, người ta đưa nước biển vô vuông đất rồi giữ chúng lại, đồng nghĩa với việc giữ một môi trường thích hợp cho con tôm. Ấu trùng tôm có sẵn trong nước lớn lên dần. Ngày nay, gần như không còn ai nuôi tôm theo cách thức có ý nghĩa truyền thống này nữa, vì nguồn ấu trùng tự nhiên trong nước biển đã cạn kiệt. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta mất một loài tôm ngon. Người Cà Mau thường nói cây nhà lá vườn, để chỉ mọi thứ có sẵn, không tốn tiền mua. Cùng với cây nước thì dừa nước là loại cây thường sống quanh nhà. Khi chưa trổ thành tàn lá thì ngọn lá non của dừa nước người ta gọi là cây cợ bắp. Sống lá non dừa nước làm sợi lạc buộc lá lợp nhà vừa chắc lại vừa bền. Sợi lạc dẻo chắc ấy còn là sợi dây sâu kết những con tôm thẻ. Con tôm thẻ tươi không qua tẩm ướp gia vị và không chế biến, rồi đem phơi nắng là món ăn thú vị, gọi là tôm lụi, độc đáo và chỉ có ở Cà Mau. Người đi khẩn quan có nhiều bản quyền của nhiều cách nướng thức ăn khác nhau. Cá để nguyên con thì phải nướng trui, nướng mọi, cần nhiều lửa. Hình như mọi thứ đều có sẵn, với tay là có, quay qua quay lại là thấy, là có thứ để dùng. Cá tôm có qua sơ chế, qua nắng thì chỉ cần đưa ngang qua lửa là ăn được. Có thứ nướng bằng lửa ngọn, có loại phải nướng bằng lửa than. Người Nam Bộ thường nói nấu nướng để chỉ chung cho công việc bếp núc. Nấu đương nhiên là nấu nồi cơm, còn nướng là chế biến thức ăn. Nướng có tư cách đại diện cho kho, luộc hoặc nấu canh. Điều đó chứng tỏ nướng là cách thức tiêu biểu, thông dụng để làm ra món ăn. Đọc sát với bạn thầy, đọc sát với lấy nguyên.
Đất mũi là nơi có nhiều cá tôm bậc nhất Việt Nam. Chúng sinh sống ở cả hai môi trường sinh thái, nước mặn và nước lợ. Đất mũi cũng là nơi mà người dân biết nhiều cách phơi khô tôm cá nhất. Mỗi loài cá tôm có mỗi cách làm khô khác nhau. Có thứ phơi nhiều nắng nhiều ngày, có loài chỉ tắm nắng vài giờ là thành món ăn ngon. Cá khoai là đặc sản của xứ Cà Mau. Con cá trắng tươi mềm nhũn này ăn tươi và làm khô đều ngon miệng. Cá tươi nấu canh ngọt, cá khô nướng ăn cũng ngọt. Gác chèo lên ta nướng khô khoai là một trong những câu ca phổ truyền từ thời Khẩn Hoang, chứng tỏ cá khoai là món ngon mà người đi khai quang thường khoe mời khách khứa. Ăn chính là thực hiện niềm vui sáng tạo. Người lạc quan nói, tìm được món ăn mới là vui sướng như phát hiện ra một ngôi sao mới. Niềm vui ấy là của ông cha mình trao lại. Về Cà Mau là về nơi đất nở ra, rừng biết đi và biển sinh sôi. Về Cà Mau, chúng tôi say ẩm thực với hương rừng và gió biển. Ba đồng bảy đổi rồi cũng về mũi Cà Mau, nơi mà nhà văn Nguyễn Tuân gọi ngón chân cái chưa khô bùng vạn dặm. Nhiều nơi bao quanh rừng tràm U Minh là những rẫy khóm, một loại cây trồng quen thuộc từ khi người dân đặt chân đến đây. Trồng khóm là phải lên liếp xẻ kinh, cho nên có rẫy khóm, người dân có luôn những dòng kinh đẹp. Cây khóm dễ trồng, thích hợp với đất U Minh pha chút mặn, chút phèn. Ở đô thị, người ta ăn khóm trái đã đành. Còn ở U Minh, người ta ăn cả thân khóm, hay còn gọi là củ khóm. Mỗi lần dọn rẫy, chặt bớt những nanh khóm dư là người ta có được một thứ rau ngon. Một buổi trưa gian rừng U Minh, trong tầm mắt chúng tôi, tràm đang trổ bông và ong rừng đang tìm mật ngọt. Dưới dòng kinh nước sậm màu rửa chát, nhưng nếu bụng tay vốc nước thì thấy nó trong veo. Mặt nước ấy không lúc nào im lìm vì luôn có cá đớp mồi ăn móng. Hình ảnh U Minh như thu nhỏ lại trên sàn nước làm từ những thân cây tràm. Cái sàn nước nhoài ra ngoài dòng kinh để ngồi trên xuồng. Từ xa chúng tôi biết sắp tới một ngôi nhà. Vui hơn khi ngồi trên sàn nước là một người phụ nữ quen. Trước lạ sau quen. Câu thành ngữ đó khiến mọi thứ không còn xa lạ. Chúng tôi sắp thưởng thức cách ẩm thực mà mọi thứ không mất tiền mua. Ruột trái dừa khô vừa hái bên hông nhà đang rột rẹt để tiêm cho ta nước cốt. Gạo ngâm nước đêm qua giờ có thể xay thành bột được rồi. Làm bánh xèo cho nên phải xay thêm củ nghệ cho bột húp vàng thơm. Củ hủ khóm là một thứ rau cao cấp để làm nhân cho bánh xèo. Củ hủ khóm ngon như củ hủ dừa, ngon không thua củ sắn. Một buổi trưa sửa soạn ăn trưa, nhưng chúng tôi đang sống trong một không gian mở. Nếu gặp cụ già, chúng tôi sẽ hỏi chuyện khổ cực những ngày khẩn hoang. Nếu bên người có tuổi, chắc rằng chúng tôi sẽ nghe chuyện thiếu ăn trong thời chiến. Món lưng mà gia chủ đang ướp có hai thứ gia vị có sẵn trong vườn, đó là nước cốt dừa và lá nhào. Cây nhào cho lá lương ấy sống cạnh cây dừa, một chung một mương liếp. Khi xưa sống tự túc tự cấp, người ta phải tự nuôi tự trồng cho miếng ăn của mình. Từ miền Trung trở vào miền Nam, ta đều thấy có bánh xèo, nhưng bánh xèo Nam Bộ to hơn, nhiều nước cốt dừa hơn và cũng nhiều rau hơn. Hồi nhỏ nếu ai từng ngồi xổm cạnh chảo chờ bánh xèo chín để ăn trước, thì người lớn sẽ công nhận bánh xèo do mẹ
do bà mình chiên là ngon nhất trên đời. Ký ức ấy bao gồm cả những giọt mồ hôi rịn ra trên trán người phụ nữ mình yêu quý. Ký ức ấy là riu riu ngọn lửa củi, lâu lâu ngọn gió đồng thổi qua làm tung lên tro trắng. Ký ức ấy ghi mãi cái âm thanh xèo xèo mỗi khi bột lăn ra chảo, bởi vậy người ta mới gọi là bánh xèo. Hồi nhỏ, mỗi khi ở nhà làm bánh là anh em túi nhau đi hái rau. Con trai thì ra ngoài rừng chồi hái lá lụa, lá ngành ngạnh. Con gái thì ra ngoài vườn hái đọt xoài, đọt chùm ruột. Thời nay, người ta ăn bánh xèo theo hướng cầu kỳ nên chỉ toàn rau rừng, rau dại, không phải do người trồng. Càng nhiều cây lá tự nhiên thì gia chủ càng nở mày nở mặt với khách. Ai cũng đồng ý với nhau là ăn bánh xèo phải dùng bằng tay cầm bánh. Bánh cuộn tròn gọn lõn trong lá rau như một cử chỉ thân ái. Rau và bánh cùng ngấm đều nước mắm vừa mặn vừa ngọt lại vừa chua. Bánh nóng nóng béo béo thơm thơm ngọt ngọt. Rau chát chát chua chua, hăng hăng nồng nồng. Rồi bày thêm ra món mới, thế nào gia chủ cũng hỏi khách: hồi nào tới giờ có biết ăn lương lá nhào chưa? Nếu chưa thì ăn cho biết. Nếu biết rồi thì ăn món này ở U Minh đi. Bảo đảm không đâu ngon bằng. Thôi, mướn cái đầu lương lên. Sau bữa ăn này, chúng tôi sẽ tạm biệt U Minh để tiếp tục lang thang tìm món ngon quê nhà. Từ bìa rừng U Minh này, hương vị bánh xèo, lưng và những món ăn ngon khác nữa sẽ thơm mãi trong lòng chúng tôi, chẳng khác gì một thứ hương rừng ngào ngạt.